Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Trên tay mình đây là cây thông. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dải kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ sẽ cắt dán cây thông các bạn. Cây thông sắp đi lỗi em đấy các bạn ơi. Sang cho nóng các bạn. Thôi về đi. Cái đấy. Rồi mình sẽ in nha các bạn nha. Giờ mình sẽ bước dạy đồ. Là mình chắc cắt ngôi sao nha các bạn. Rồi sẽ cắt ngôi sao các bạn. Rồi mình sẽ vẽ nha các bạn. Rồi mình sẽ cắt nhé các bạn. Từ đen giờ. Giờ mình sẽ cắt cây thông nha các bạn. Các bạn thấy cái trâu của mình có đẹp không? Thank you.
Rồi mình sẽ dán nó vào. Rồi mình sẽ dán cái. Các bạn thấy cái thông của mình có đẹp không? Giờ mình sẽ ghi tên nhé các bạn. Các bạn thấy cái thông của mình đẹp thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.